chị cho nó học trễ, học đúng tuổi nó thì nó non quá. Thế năm thì nó lớn không biết hàng tuổi hả? Mốt cho học trẻ bằng mấy đứa chứ bệnh non. Theo năm bậc lên chứ đâu có được. Tụi ta để đâu đừng có đụng mẹ nha con, rồi trúng mũi mẹ á. Bé ăn cơm rồi hả chị? Chưa, 6:30 nó mới ăn. Bé em cũng giờ đói mới cho ăn. Giờ nó ăn xế nữa rồi á. Ăn xế uống sữa mà. Sớm rồi nó không đói. Giờ về giờ này là 6 giờ về rồi, mua đồ ăn về là mới bắt đầu kho cho nó ăn. Kho sẵn rồi em. Có đồ ăn, nhà có chị nó nấu cho nó rồi. Bé em này về 6 giờ em mới bắt đầu nấu. Đây có con chị đi về nhà là nó bê cơm cho rồi.
Được không chú? Em mua sữa chua của chị Lý. Giờ là đêm qua bà làm ngon á, bún trăng làm ăn nó cũng ít ngon. Sữa chua chờ bé giòn cái chim rồi. Yeah, đợi em xí. Xong rồi nè.